bí quyết sống thọ của cặp vợ chồng trăm tuổi chỉ bằng một loại nước ép, được chuyên gia khen ngợi. Khác với nước ép dưa hấu thông thường, cặp vợ chồng trăm tuổi đã giữ lại một phần rất đặc biệt trong quả dưa hấu và đó chính là bí quyết giúp họ sống thọ. Ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có cặp vợ chồng 100 tuổi, cụ ông Trương Thái Hiếu 107 tuổi, cụ bà Quan Tú Anh 95 tuổi. Nước ép dưa hấu là thức uống được nhiều người ưa thích, bí quyết trường thọ của cặp vợ chồng trăm tuổi cũng chính là loại nước này. Tuy nhiên nước ép dưa hấu mà họ uống còn có cách thức chế biến riêng, so với nước ép dưa hấu thông thường nó có màu sắc nhạt hơn, nước ép tương đối ấm, độ ngọt ít hơn. Bí mật này chính là ở chỗ, họ lấy phần cùi trắng của vỏ quả dưa hấu và phần thịt dưa hấu cùng ép thành nước. Ngoài ra, nước ép dưa hấu của họ sẽ dùng nước nóng ủ bên ngoài. Bác sĩ Lý Can Năm nay 82 tuổi, là cựu giám đốc Bệnh viện Trung y Bắc Kinh cũng nhận định vỏ quả dưa hấu dầu chi lai có lợi cho việc ổn định huyết áp. Nước ép dưa hấu có thể được sử dụng bổ trợ cho việc điều trị viêm túi mật, sỏi mật và viêm gan. Ép dưa hấu với cùi dưa thành nước có thể làm giảm lượng đường trong nước ép. Ngoài ra, bản thân dưa hấu có tính mát, giải nhiệt sau khi hâm nóng sử dụng có tác dụng bảo vệ lá lách và dạ dày. Bác sĩ y học cổ truyền Phó Huệ Đình thuộc bệnh viện Thự Quang thuộc Đại học Y học cổ truyền Thượng Hải chỉ ra rằng, trên thực tế so với ruột quả dưa hấu, vỏ dưa hấy có giá trị dinh dưỡng cao hơn, nhưng bình thường chúng ta thường vứt nó đi. Tác dụng của vỏ dưa hấu. 1. huyết áp. Gọt vỏ dưa hấu, rửa sạch và cắt miếng rồi hấp cách thủy trong 10 phút. Thêm đường phèn uống vào buổi sáng và tối có tác dụng thanh nhiệt giải khát, lợi tiểu, hạ huyết áp. 2 làm đẹp, chống nếp nhăn. Nước ép dưa hấu tươi và vỏ dưa còn có tác dụng tăng độ đàn hồi cho da, giảm nếp nhăn, giúp da dạng dỡ hơn. Vì vậy, dưa hấu không chỉ là thực phẩm ăn uống mà còn là mỹ phẩm làm đẹp hiệu quả và tiết kiệm cho các chị em. Bạn cũng có thể đắp củi dưa hấu lên mặt để trị vết thâm lâu ngày, có tác dụng kháng viêm và làm đẹp, nhưng cần phải cẩn thận với làn da nhạy cảm. 3. Bảo vệ hệ miễn dịch theo tạp chí khoa học thực phẩm và nông nghiệp, chitulai là một hợp chất được tìm thấy trong vỏ dưa hấu. Chúng có tác dụng xua đuổi các gốc tự do. Nó được chuyển đổi thành axit amin giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, bảo vệ hệ thống miễn dịch và loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể. 4. Điều trị loét miệng Nếu bị lở loét miệng lâu ngày, bạn có thể cắt bỏ phần xanh của vỏ dưa hấu, rửa sạch rồi phơi khô xay thành bột, đắp lên vết thương để trị lở loét trên lưỡi. Bạn cũng có thể đun vỏ dưa hấu với đậu xanh và uống như nước canh cũng rất tốt để ngăn ngừa tức giận. 5. Trị nóng trong, khô miệng, ho khan, táo bón. Vỏ dưa có tính hàn, do đó rất thích hợp để điều chế các loại thuốc trị nóng trong, táo bón trong đông y. Hơn thế nữa, với lượng nước dồi dào, vỏ dưa hấu cũng có thể dùng trong chế biến những món nộm, món canh bổ dưỡng có tác dụng trị các chứng ho khan, rát họng, khô miệng hiệu quả. 6. Làm sạch da Chúng ta có thể dùng vỏ dưa hấu để mát xa nhẹ nhàng cho da mặt, hoặc lấy một ít vỏ dưa hấu tươi, rửa sạch và xay lấy nước cốt, đắp lên da trong 5 đến 6 phút rồi rửa lại bằng nước ấm để làm sạch lỗ chân lông, giảm viêm và loại bỏ dầu hiệu quả. Thực hiện thường xuyên da mặt sẽ trắng và mềm mại hơn, đồng thời có thể loại bỏ các vết nám. 7. Giúp giải độc. Vỏ dưa hấu có tính giải độc tốt. Dùng vỏ, cùi muối dưa chua, ăn giòn và ngon. Thái mỏng vỏ, cùi phơi cho thật xe, trộn chung với chút muối trắng, hành lá ủ từ 12 đến 24 giờ là dưa đã chua. Món này thích hợp cho người bị tiểu đường, 8, giảm cân. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ chi chulai có trong vỏ dưa hấu sẽ làm tăng khả năng giảm cân tới 30%. Ngoài ra, thành phần chi chulai cũng giúp làm giảm đau mỏi cơ bắp và kéo dài thời gian tập luyện và kiểm soát trọng lượng cơ thể tốt hơn. 9 tăng cường ham muốn tình dục. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Texas A&M và Trung tâm Cải tiến Thực vật đã khẳng định rằng citrulline trong vỏ dưa hấu cũng có thể giúp thư giãn các mạch máu và thậm chí có thể giúp làm giảm rối loạn chức năng cương dương.